Hey, look at that beach. Bây giờ sáng nay là hai vợ chồng mà hẹn hò đi hẹn hò ở một cái resort của Đà Nẵng rất là đẹp luôn. Có kids club nữa. Kids club nữa. Quay vòng vòng cho mọi người coi, dễ thương lắm. Nè, đó những cái villa gì đó, đó khu vườn rồi khu cây rồi chơi. Mày có apply chưa? Mày sẽ apply không? Sẽ apply. Ra biển kìa. Okay. Wow. Daddy, you look so cool. Beautiful. Đẹp lắm mọi người ơi. Yeah. Beautiful guys. Wow. Biển. Anh ấy rất là ready để mà đi bơi. Mọi người thấy cái villa ở đây không? Ok, villa này có thể ở khoảng 10 người đến 15-20 người tùy nha. Mỗi đêm khoảng 50 triệu. 50 triệu có nghĩa là khoảng 2.000-3 đô một đêm. Có những cái khu vực mà giống như 3 tầng, 2 tầng trên đó thì có thể là ở giống như là 2-30 người cũng được. Khi mà mình ở đông như vậy, có những cái event đó mình có thể share hoặc là công ty trả. Thì trên thấy nó cũng giá cả nó cũng ok, ví dụ như 3-4 ngàn đô một đêm á. Ok, có đồ ăn include everything luôn. Nói chung là cái gì cũng có hết trơn á. Có tiền hay không thôi. Ok, đi vòng vòng coi nè. Beach, đi ra thẳng ra beach luôn. Có bảo vệ luôn ha. So cute. Cây cối xanh mát ha. He's ready for beach and vacation every day. Beautiful mọi người ơi, đẹp quá. Mọi người thấy không? Quá trời đẹp luôn ha. Đó, những cái này là khoảng 3.000 đô, 4.000 đô một đêm á. Và tùy mùa nữa nha mọi người. Beautiful ha. Bây giờ mình sẽ đi qua cái khu vực hồ bơi để đi bơi. Ai ấy, ấy ơi, ấy. Ấy retire rồi hả ấy? 2 năm rồi nha ấy. Chuẩn bị làm kiếm tiền nuôi vợ nha ấy. Never. Never. Never again. Never again. Phỏng vấn nè. Phỏng vấn chồng đi. Hơn 11 năm. Hơn 11 năm làm việc cho một công ty lớn. Yes. Bây giờ có muốn quay lại không? Yes and no question. Hard to answer, man. Hard to answer. Oh, beautiful, guys. Nice. Aww, the kids will love this. Rộng lắm mọi người ơi. Rộng lắm, rộng lắm. Đó, bây giờ lên hồ bơi, dẫn mấy ông đi lên hồ bơi đó. Người đang enjoy dưới ánh nắng mặt trời ha. Đó, giờ hai vợ chồng tôi đi bơi, trời ơi. Trinh thích mấy cái resort á, mà có nhiều cây xanh, cây cảnh giống vậy nè. Thích dễ sợ. Được enjoy cái không khí trong lành. Được thấy cây xanh là mừng lắm. Ở Singapore cũng vậy, cây xanh không à.
ít xe cộ nữa. Come in the ocean. Yeah, if you like. Okay, let's go. Aww, so cool. Chiều nay đi đó ba bà ơi. Thích cho con chơi quá. So cute. Nó có nhà hàng luôn á, trên này luôn á. Có mấy cái villa ở trong nữa ba bà. Mấy cái villa mọi người thấy. Đó. 2.000 đô thôi. 2.000 đô một đêm thôi. Ô nắng. Beach. Có bar nè. Hôm nay mình sẽ có một cái gói là vừa tắm hồ bơi, vừa ăn trưa, uống nước ở đây luôn. Uống nước ở Margarita đúng không? Margarita hả? So cool. Oh my god, it's beautiful. Thay đồ đi ơi. Oh my god. Nước gì vậy? Rồi, mẹ pinion. Pinion của đà là không có rượu. Không có rượu, ngon á. Cheers. Happy retirement. With no complaints. The high class, no income. Anh chị về cũng 2 năm rồi. Yeah. Nhưng mà không dám vô mấy chỗ này. Sợ vô xong rồi qua lại quá. Ở đây có bán căn hộ đó mọi người. Mấy chục tỷ là mấy chục tỷ, 20 tỷ, 80 tỷ. Dạ tầm 3 tới 4. 3 tới 40 tỷ. À, bao nhiêu mét vuông em? Maybe 200 view nữa. Đây còn rộng lắm. Ờ, rộng. Về khu là ok mà. Đây có bảo trì hết luôn đúng không em? Dạ. Đóng tiền mỗi tháng. Cho thuê ngược lại cho. Cho thuê ngược lại. That's cool. Nếu mình không ở thì đúng rồi, đúng rồi. Vậy là em có mấy căn ở đây rồi. Nghỉ đi. Con thêm căn đi nha. Có bán nha mọi người. 2 triệu đô thôi. Cỡ đó thôi. 2 triệu. I know you well too. Take your time. Giờ mình sẽ đi check out cái chỗ mà cho con nít chơi á mọi người. Bây giờ thật sự đi đâu hai vợ chồng á cũng suy nghĩ là ồ con mình sẽ đi chơi chỗ nào, ăn chỗ nào ngon, vì chi cũng cho con mình thôi, đúng không? Thật là những cái young couple đúng không mọi người, cái gì cũng con hết trơn á, còn mình chỉ là hưởng ké thôi. Sao quay vòng vòng cho mọi người coi nè. Đó, cái khu villa trên mới check cái giá đó. Thì nếu mà một giường thôi ở khoảng một người, hai người, ba người trở lại thì khoảng 400-500 đô đó, tùy cái weekend hay là weekday ha. 400-500 đô, 6-700 hay là 1.000 đô trung bình nếu ở ít người. Còn nếu mà ở đông đông người thì sẽ 2-3.000 đô. Ok, so check it out, right? Bây giờ mình sẽ đi vô một cái villa giống vậy nè. 22 năm hả ba? Wow, dễ thương chưa?
Dễ thương chưa mọi người? Dễ thương quá ha. Họ chơi cho em bé nè, Kids Club á. Cái này cho con tôi nó quậy xíu 5 phút là nó rời ra. Okay, dễ thương. Cửa an ninh có nhân viên nè. Dễ thương chưa nè. They he sent một cái unit and then convert restroom. Lên lầu ha. Có những cái phòng. Cho nó chơi. Cái villa cũng xây cũng chắc lắm nha mọi người. Chắc luôn á, chắc lắm á, chắc. That's why mà nói 30-40 tỷ đó. Yeah, một cái villa đây. Sau này xong. Từ đây có thể nhìn thấy ra biển hết trơn. Ok. Dễ thương không? Đó. Mua một căn nghỉ hưu hưởng thụ bớt đi, làm quá hả. iPad lên nó enjoy cái view của nó, có feel của nó. Ok, view là đó mọi người. Dễ thương. Beach front luôn á. Phòng này cũng có restroom. Bốn phòng ngủ, bốn restroom. Bốn phòng ngủ, bốn restroom. Cái này là bao nhiêu mét vuông á? Không, nhưng mình ở đây, mình tới đây chơi thôi. Cái này là bao nhiêu mét vuông bé? Dạ, căn này thì tầm 450 mét vuông. 450 mét vuông. Wow, sân vườn hồ bơi. Nghe nó có đâu có rộng thế mà bốn. Dạ, mình tính luôn sân vườn đó. Sân vườn luôn á, chứ không phải là nhà thôi. Yeah. Beachfront thì 2 triệu đô thì cũng vậy thôi. Nice. Yêu quá xíu. Đẹp ha. Làm nhân tạo đây. Private. Private. Cá đó. Vô ha. Ngõ vô rất là đàng hoàng ha. Yeah, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thực ra ở khu biển đó mọi người, rất là nhiều cái resort nó nổi lên. Ok. Có rất là nhiều villa, có nhiều loại lắm. Nhưng mà so far đi trong cái khu này là Trinh thấy rằng rất là sạch sẽ, an ninh, cũng như là xây á, cái vật liệu nó cũng tốt hơn. That's why mà cái giá nó cũng khác. Cũng có nhiều loại villa, cũng beach front, ok, ngay chỗ biển luôn. Dễ thương chưa? Có đường đi vô thẳng cái villa của mình ha. Mỗi cái villa đều có giống như cái nhà riêng biệt vậy đó. Rất là hay. Dễ thương kìa. That's why mà cái giá nó khác. Chứ không là cũng có nhiều loại như thế, nhưng mà nó có khoảng là 25 tỷ 1 triệu, 2 triệu, 3 thôi. Đó, nhưng mà cái này là 3 triệu có, 2 triệu mấy có. Đó. Dễ thương. Giống như cái nhà mình bự 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 ở bên đó luôn kìa. Ồ, cái nhà này bự nè. Bự này mấy chục người đâu ở được không ta? Mười mấy, 20 người không? Đó. Ồ, dễ thương quá ha. Dễ thương quá ha. Yên ắng lắm luôn mà dân Hàn Quốc không nha mọi người. Hoặc là Mỹ hoặc là Hàn Quốc là đa số thôi.
không thấy người Việt Nam nào vô đây hết trơn á, có hai vợ chồng mình à. Đậu xe thôi. Của bao giờ